cầu gạo rang hiện mình đặt yêu cầu trong sản xuất. Xin giới thiệu anh chị, máy nghiền búa dạng máy nghiền công nghiệp. Máy dùng nghiền bột gạo rang, bột hạt sen, bột nếp, bột đậu. Khi nghiền ha, mình sẽ cho nguyên liệu vào trong thỉa chứa có máy. Sau đó sẽ bật máy lên, mở qua xả nguyên liệu và nghiền theo công suất của máy. Khi điều chỉnh thông số đặt yêu cầu, sẽ để máy tự vận hành. Quá trình nghiền ha, mình sẽ xem nguyên liệu đổ vào thỉa chứa của máy. Máy này dễ sử dụng, quá trình nghiền chỉ cần mọi người đứng canh cho máy ha. Sau một khoảng thời gian nghiền liệu trong thỉa chứa liệu hết nên không nghiền nữa, thì sẽ tắt máy đo bột thành phẩm ra. Bột thành phẩm chứa trong túi chứa liệu mình đổ ra ngoài để kiểm tra độ mịn của sản phẩm. Bột thành phẩm nghiền mịn đạt yêu cầu trong sản xuất, độ mịn khá đều và đẹp. Máy nghiền được chế tạo bằng inox 704 chuyên cho ngành thực phẩm, dược liệu và gia vị. Máy có kết cấu cơ khí dưỡng chất giúp đáp ứng được nhu cầu sản xuất công nghiệp và chịu sản xuất cường độ cao. Máy do Điện Cơ Xanh Việt Nam chế tạo.